Sống khôn đừng quan tâm đến 5 điều này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, hết thảy những phiền não của một người phần nhiều đều là do sự lo lắng trong tâm sinh ra. Người trí tuệ sống mà không bị ngoại vật phiền nhiễu, luôn giữ tâm đơn giản cho nên thế giới của họ cũng liền thanh tĩnh. Có câu nói rất hay rằng khi chúng ta cảm thấy khoái hoạt vì ngắm một đóa hoa hay thưởng thức một món ăn nào đó thì không phải bởi vì hoa nở được tươi đẹp hay đồ ăn hợp khẩu vị của chúng ta, mà chủ yếu là bởi vì trong lòng chúng ta không có lo lắng. Đối với một người trí tuệ mà nói, trong cuộc đời sẽ không chấp nhất, không bị trói buộc, họ không suy nghĩ nhiều vào 5 điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem nhé. Thứ nhất, không màng tuổi tác. Một người đẹp nhất ở độ tuổi nào? 20, 30 hay 40 tuổi? Đối với mỗi người mà nói, quãng thời gian đẹp nhất lưu giữ những ký ức của họ có lẽ sẽ là khác nhau. Nhưng đối với một người trí tuệ mà nói, họ không nghĩ nhiều đến tuổi tác. Những người như vậy, họ trân quý hiện tại, làm những việc mà bản thân muốn làm ngay ở thời khắc hiện tại mà không lo lắng về sự già đi trong tương lai, cũng không để khả năng của bản thân bị hạn chế bởi tuổi tác. Cổ nhân có câu, tâm là chủ của thân. Cho nên, người không nghĩ đến tuổi tác sẽ có một tâm hồn trẻ trung yêu đời. Họ đối với thế giới bên ngoài, đối với vạn vật và cuộc sống bằng một tâm thái thưởng thức, yêu mến, nhiệt tình, không suy tính thiệt hơn. Bởi vì có một tâm hồn như vậy nên cuộc đời của họ cũng luôn tràn đầy khoái hoạt, hạnh phúc. Thứ hai, không so đo với người. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Heo nói rằng, giả như cho tôi sống thêm một đời nữa, tôi ước được làm một con bò. Công việc tuy có vất vả một chút, nhưng danh tiếng tốt lại được con người yêu mến. Bò thì nói giả như cho tôi được sống thêm một cuộc đời nữa, tôi ước là một chú heo ăn no rồi lại ngủ, ngủ đủ lại ăn, không mất sức, không chảy mồ hôi, cuộc sống sung sướng. Chim ưng nói giá như cho tôi sống lại một lần nữa, tôi sẽ là một con gà, khát có nước uống, đói có gạo ăn, ở có chuồng, lại còn có người bảo vệ. Nhưng con gà lại nói, giá như cho tôi sống lại thêm một lần nữa, tôi ước được là một con chim ưng, có thể bay lượn trên trời xanh, vân du tứ hải, tùy thích muốn làm gì thì làm nấy. Điều ước của các con vật trong câu chuyện ngụ ngôn kia cũng chính là những gì mà chúng ta vẫn thường làm. Luôn so sánh bản thân với người khác, rất ít người mong được làm chính mình. Thay vào đó, họ cứ đi ngưỡng mộ những thứ của người khác, ngưỡng mộ công việc của người khác, ngưỡng mộ con cái ưu tú của người khác, ngưỡng mộ chiếc xe mới của người khác. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Người khác có thể ngưỡng mộ bạn là người tài hoa, ngưỡng mộ cuộc sống thanh nhàn của bạn hoặc con cái ngoan hiền của bạn. Chỉ là bạn không biết mà thôi. Trái lại, bạn cũng không biết người mà bạn hâm mộ có thể đang phải chịu đựng nhiều áp lực, ăn không ngon, ngủ không yên hoặc đang có những đau buồn mà họ không thể thổ lộ. Bởi vậy, sống tốt hơn trong cuộc đời của mình là cách để tâm thái thoải mái, giảm bớt ưu phiền. Thứ ba, không sợ hãi bệnh tật. Trạng thái lý tưởng nhất trong cuộc sống chính là trong tâm không lo, trên thân không bệnh. Đây chính là trạng thái của người trí tuệ. Con người sống tuần hoàn theo quy luật sinh lão bệnh tử, thật khó để tránh được hết bệnh tật. Không ai dám cam đoan bản thân sẽ không mắc bệnh, cũng không thể làm cho người thân bên mình không bị bệnh tật xâm lấn. Sinh mệnh quả thực là yếu ớt, nhưng sự lo lắng, sợ hãi bị bệnh chỉ là sự phản kích vô dụng mà thôi. Thậm chí một người mà trong tâm luôn sợ hãi mắc bệnh, luôn nghĩ đến bệnh tật thì bệnh tật lại càng dễ dàng tìm tới. Khi sinh mệnh càng kiên cường, càng rời xa những sự vật, sự việc làm thân thể không được khỏe mạnh thì bệnh tật tự nhiên cũng rời xa. Khi thân thể khỏe mạnh, không nên nghĩ nhiều. Khi thân thể có bệnh càng không nên oán trách mà cần điều chỉnh tâm tính cho tốt hơn lên. Chăm sóc tốt cho bản thân, giữ tâm thái lạc quan, tích cực. Đó mới là cách tốt nhất, phù hợp nhất. Thứ tư,
quên nỗi buồn của ngày hôm qua và những lo âu của ngày mai. Người như thế nào sống khổ nhất, đó chính là người bị vây khốn bởi phiền não ở quá khứ và lo âu ở tương lai. Người sống ở quá khứ luôn bị dính mắc bởi quá khứ, tâm của họ bị vây khốn ở quá khứ, cuộc sống luôn ảm đạm, không có ánh sáng. Người sống ở tương lai sẽ luôn buồn lo, vô cớ bởi những phiền não của tương lai, tâm của họ luôn bất an, không yên định. Có câu chuyện kể rằng, một lão hòa thượng hỏi tiểu đồ đệ của ông, nếu chúng ta bước lên phía trước một bước sẽ bị chết, lùi về phía sau một bước cũng bị chết, thì chúng ta nên làm gì? Tiểu đồ đệ không chút do dự, đáp, con sẽ bước sang bên cạnh. Đời người cũng nên là như thế. Khi chúng ta cảm thấy không còn đường để đi, hãy dừng lại, đừng ngại thay đổi một chút suy nghĩ, thay đổi một chút góc độ nhìn nhận. Khi ấy, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng con đường không chỉ có trước hay sau mà còn có con đường bên cạnh. Thứ năm, không lấy lòng người khác. Mỗi người đều có đặc điểm và cá tính của riêng mình. Phẩm chất riêng biệt của một người tự nhiên sẽ thu hút những người cùng chí hướng. Cho nên không cần phải hùa theo người khác để sống khác đi. Một người cứ mãi vì danh lợi tình mà lựa ý hùa theo người khác, lấy lòng người khác sẽ vô tình khiến bản thân mình bị dần hao mòn, mệt mỏi. Bất luận là ở độ tuổi nào cũng nên học cách tán thưởng chính mình. Vô luận là sống như thế nào cũng hãy chấp nhận và tha thứ cho những điều không hoàn mỹ của bản thân mình. Vô luận là khỏe mạnh hay không cũng phải bảo trì tâm thái tích cực, vĩnh viễn không có suy nghĩ buông xuôi. Sống như vậy mới là cách sống trí tuệ. Quý vị thân mến, bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị những lời dạy của cổ nhân là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là những đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người thông minh cần tránh. Thứ nhất, nói chuyện không thể tùy miệng. Trong sách Thái Can Đàm viết, miệng là cổng chính của tâm. Nếu giữ miệng không nghiêm thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết. Ý là chân của tâm, nếu phòng ý mà không nghiêm thì sẽ dễ đi vào đường tà. Miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta. Nói như thế nào, không nên nói gì, kỳ thực không phải do miệng quyết định mà do nội tâm của một người quyết định. Có những việc không nói ra sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như do thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống, có một số người nhanh mồm, nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ kỹ. Kỳ thực, thói quen ấy nên cải sửa. Nó không chỉ làm tổn hại bản thân mà hại cả người khác. Đối với việc của bản thân, không thể tùy tiện giải bày. Đối với việc riêng của người khác, càng không thể tùy tiện tiết lộ. Bởi vì người khác thổ lộ bí mật với chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng, tín nhiệm chúng ta. Khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác, thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta? Khi tức giận, nếu hai người có thể lặng lặng rời xa nhau, thì khi hết giận, họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện không kiểm soát, gây nên phẫn nộ, thì mối quan hệ này rất dễ dàng đi đến kết thúc, thậm chí mâu thuẫn sẽ đi đến đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Cho dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói. Nếu thực sự không có gì để nói thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. Thứ hai, làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều là có giá cả tương xứng. Nếu một người muốn thu được kết quả gì thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn muốn vào trường danh tiếng thì phải nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn muốn tìm được công việc như ý thì phải có năng lực đủ lớn. Một người không thể muốn làm việc gì liền làm việc đó. Mỗi người chúng ta có thân phận khác nhau, cha mẹ là trụ cột trong gia đình, phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Thầy cô là người dạy dỗ, đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình, trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân. Rất nhiều lúc,
Chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân mình. Lúc phẫn nộ, nếu chúng ta không kiểm soát được thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động việc làm thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng. Vậy nên có thể nói, tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của bản thân. Thứ ba, làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa đề cao sự thận trọng, ngay cả khi đang ở một mình cũng cần ước thúc bản thân. Một người bất kể trong tình huống nào cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm, không nghĩ những việc trái với lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời hối hận, tiếc nuối. Người ta khi làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Những người ấy kỳ thực vẫn có lương tri và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người như thế sẽ không ai nguyện ý kết giao, vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội có nguyên tắc, làm người cũng có nguyên tắc. Chỉ có những người thiện lương mới được người khác kính trọng và tán dương. Thấy sự biến đổi huyền ảo khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết. Cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già không phải ngày đêm hối hận vì đã cô phụ cuộc đời của mình thì cuộc đời mới có ý nghĩa.